Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã trôi qua thật nhanh và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ trước khi chúng ta quay trở lại đi học và đi làm. Dự báo là thời tiết Bắc Bộ đang có sự chuyển biến khi mưa dông diễn ra trên diện rộng cùng nền nhiệt thấp, trời mưa rét cản trở phần nào sự di chuyển và lưu thông của người dân trong ngày hôm nay. Dự báo mưa còn kéo dài trong cả ngày hôm nay khiến cho cảm giác rét buốt duy trì cả ngày. Dự báo mức nhiệt cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chỉ từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng 18 đến 20 độ. Nhưng mưa chỉ kéo dài hết hôm nay. Ngày mai, ngày mùng 7 Tết, khi các yếu tố gây mưa đã suy yếu hẳn, thì thời tiết Bắc Bộ lại nhanh chóng chuyển nắng, cùng với nền nhiệt tăng lên từ 2 đến 3 độ. Thời tiết chuyển tốt ngay ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, ngày sau đó thời tiết lại sẽ có sự chuyển biến cùng mưa nhỏ và nền nhiệt giảm. Lưu xuống miền Trung, hôm nay mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ giảm còn vài nơi. Nền nhiệt tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tăng lên 17 đến 19 độ, trời không còn rét đậm nữa. Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 20 đến 22 độ. Thành phố Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 25 đến 30 độ. Lưu xuống phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tiếp tục duy trì trạng thái nắng khô và giữa trưa. Về nhiệt độ, mức nhiệt cao nhất trưa nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay sẽ khá nóng với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới ngưỡng 34 đến 35 độ. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau vẫn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Khu vực phía Nam của Biển Đông có gió mạnh cấp 5, riêng khu vực biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, biển động. Bản tin thời tiết sáng ngày 6 tháng 2, tức là ngày 6 Tết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.